Xin trân trọng kính chào các bạn, các anh chị và quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Thưa với các bạn, trong năm 2023 vừa qua thì phải nói rằng lực lượng chức năng, cụ thể đó là cơ quan công an an ninh của tỉnh Đắk Lắk đã có những cái biện pháp ngăn chặn từ xa hoặc là phá tan những cái ổ nhóm tụ tập mà phục vụ cho các cái đối tượng phản động quân rô đề ga lưu vong ở nước ngoài. Cụ thể, tức là những cái tên cầm đầu quân rô đề ga lưu vong ở bên kia thế giới mà, thì nó chỉ đạo cho những cái tên mà vẫn còn đang nằm vùng ở khu vực Tây Nguyên hoặc là Đắk Lắk. Và cái bọn nằm vùng này nó thực hiện theo cái sự chỉ đạo của bọn khủng bố quân rô lưu vong đề ga ở bên kia thế giới, cùng với cái sự quản lý, điều hành, tư vấn, chỉ đạo của đối tượng phản động Nguyễn Đình Thắng cầm đầu cái tổ chức PBSOS. Và lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk cũng đã cơ bản khóa các cái tụ điểm tụ tập của bọn quân rô đề ga này, đặc biệt là dưới cái vỏ bọc của tôn giáo mà chúng ta đã nghe qua, đó là cái tên Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Thì thưa với các bạn, trong năm 2023 vừa qua thì song song bên cạnh với các cái hoạt động giữ vững cái sự bình yên cho buôn làng, cho Tây Nguyên cũng như là của tỉnh Đắk Lắk, thì vào khoảng giữa năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an của tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Y-Greg Bà Giá. Đây các bạn, đây chính là tên Y-Greg Bà Giá, tên thường gọi là Amagun. Hắn sinh năm 1978 ở Buôn Cơ Nia 2, xã Ea 3, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Với cái chức vụ mà tên Aga cùng với Imut, hai cái nhân vật này các bạn đã biết rồi ha, đã có lệnh truy nã đặc biệt của cơ quan công an của tỉnh Đắk Lắk. Thì được cái sự giao cái trách nhiệm, đồng thời cũng là phân cho một cái chức vụ, đó là phó ban điều hành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, kim thủ quỹ của cái tổ chức phản động khủng bố này tại Đắk Lắk. Và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra về hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo chia rẽ cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm vào vấn đề an ninh quốc gia. Thì tôi là một cái người đã sống ở tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, thì phải nói rằng là trong những năm qua, chính quyền cũng như là Ủy ban Mặt trận, các cái đoàn thể chính trị khác đã hết sức là quan tâm đến cái đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có cái vấn đề đảm bảo cái quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy của đồng bào người dân tộc luôn luôn được chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác tôn trọng
và tạo điều kiện để cái đời sống tôn giáo, đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc tại Đắk Lắk được coi như là sinh hoạt một cách bình thường như tất cả các cái đạo giáo khác. Và thưa với các bạn, bên cạnh đó thì tôi cũng có đến thăm một hai cái cơ sở thờ tự của người đồng bào dân tộc thiểu số. Phải nói rồi, họ rất là vui vẻ các bạn, và họ rất là bình thản, bình tâm, bình an để mà họ cầu nguyện. Cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho buôn làng và cho xã hội. Thưa với các bạn, các cấp chính quyền cũng luôn luôn tạo cái điều kiện tốt nhất để cho tôn giáo của người đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động. Và khắp các cái buôn làng, các cái tụ điểm an cư của người đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk thì họ cũng vẫn sinh hoạt, phải nói rằng là rất là bình thường. Họ cũng lao động chăm chỉ, họ cũng lo làm, lo ăn, sinh hoạt với buôn làng, với bà con rất là tốt. Và họ trông mong là có sức khỏe, có công ăn việc làm để mà có thu nhập. Và nói tóm lại là cái cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số ở tại Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên sống một cái cuộc sống là tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, trong thời gian vài năm trở lại đây thì xuất hiện một cái tổ chức tôn giáo, cụ thể đó là một cái tổ chức tôn giáo Tin Lành, có cái tên là Tin Lành Đấng Christ. Thì qua tìm hiểu, tôi cũng như các bạn chúng ta đã thấy biết cái tổ chức này. Nó là một tổ chức phản động, chính là con đẻ của bọn Phun Rô Đề Ga Lưu Vong, của bọn Cơ Sơ Kết, của bọn Imut, của Ơ Ga, và dưới cái sự điều hành tổng quát của Nguyễn Đình Thắng, một đối tượng Việt Kiều ở bên kia thế giới, đối tượng phản động, luôn tìm đủ mọi cách để chống phá Việt Nam. Và hiện nay, đối tượng Nguyễn Đình Thắng này đang tập trung vào cái mảng tôn giáo dân tộc ở khu vực Tây Nguyên. Thì chúng ta nhìn lại về cái tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ này một chút. Đầu tiên là cái tổ chức này nó có cái tên gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Đó. Do cái tên Ihinie tự nhận là mục sư các bạn nhé, cầm đầu. Và có những cái hoạt động chính trị hết sức là phức tạp và nguy hiểm cho khu vực vùng Tây Nguyên. Tại vì bản thân hắn ta là tàn dư, là thành viên của cái tổ chức phản động khủng bố Phun Rô. Và hiện nay hắn ta đã chạy qua bên Mỹ và tiếp tục thành lập cái tổ chức tôn giáo này để núp bóng thôi các bạn, để núp bóng. Và hắn đã thường xuyên lôi kéo kích động bà con trong khu vực Tây Nguyên tham gia vào cái tổ chức khủng bố phản động này. Thì một thời gian sau, thì trong cái nhóm của tên Ihinie này, dưới cái hội tên là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam thì có tên Aga, tên Aga đấy rồi. Tên Aga này là nguyên là một thành viên của cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam, nhưng do vấn đề ăn chia nó không có đều, ăn chia nó không đều. Cái tên Ihin này nó cũng y như tên Imut, y như là tên Cơ Sơ Kết. Mạnh thằng nào thằng đấy ăn, mạnh thằng nào thằng đấy nó bỏ túi. Thậm chí nó ăn luôn cả cái tiền cứu trợ của đồng bào dân tộc ở trong nước, tức là nó ăn luôn cả chính đồng tiền của người ta cho tặng đồng bào của chúng nó mà còn đang ở trong Tây Nguyên này. Bản chất của cái bọn Phun Rô Lưu Vong này là như vậy. Ngoài cái tàn ác man rợ thì nó còn cái tính là gì? Tham lam. Do mâu thuẫn về vấn đề ăn chia tài chính không đều, cho nên tên Aga này
đã chủ động tách ra thành lập, cũng là cái tên đó nhưng mà đổi qua là Tây Nguyên, không gọi Việt Nam, gọi Tây Nguyên, tức là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đúng rồi, để hoạt động. Thì bề ngoài nếu chúng ta chưa rõ, chưa nắm được cái bản chất của nó thì chúng ta thấy rằng là bề ngoài thì cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên này nó tổ chức sinh hoạt tôn giáo một cách bình thường giống như các cái tôn giáo thuần túy khác vậy. Nhưng tuy nhiên bên trong thì Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên này thì nó lại thực hiện những cái hoạt động khác thường. Mà cụ thể đó là những cái hoạt động mà không có lợi cho an ninh quốc gia, không có lợi mà thậm chí là gây nguy hại cho buôn làng, cho Tây Nguyên, cho Đắk Lắk. Cụ thể tức là bọn chúng nó hát thánh ca thì ít, nhưng mà tuyên truyền tài liệu để mà chống phá lại chính quyền, nhà nước thì nhiều. Và thậm chí nó còn tuyên truyền, tập huấn, chúng nó lợi dụng đó mà, lợi dụng những cái buổi mà gọi là đọc kinh cầu nguyện đó. Thì chúng nó lợi dụng những cái buổi đó, thì thay vì chúng nó đọc kinh cầu nguyện thì chúng nó lại tuyên truyền phổ biến tập huấn xã hội dân sự, tập huấn bất tuân dân sự, tức là chống đối lại chính quyền đó. Và coi như là tìm đủ mọi cách để lôi kéo dụ dỗ càng nhiều gia đình, càng nhiều cá nhân, người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk chuyển từ tin lành Việt Nam chính thống đó mà, chuyển qua sinh hoạt cái tôn giáo này, tức là bỏ cái đạo tin lành kia và chạy theo cái đạo tin lành phản động này. Chính vì vậy, qua cái sự phản ảnh tố giác của quần chúng nhân dân, rồi qua cái tác nghiệp của các đồng chí chiến sĩ công an nhân dân, an ninh của tỉnh Đắk Lắk cũng đã lần lượt bóc tách các cái tụ điểm sinh hoạt trái phép. Cụ thể đó là cái gọi là cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Thực chất ra đây nó không phải là một tôn giáo, mà đây là lợi dụng tôn giáo để hoạt động mưu đồ chống phá lại chính quyền, đất nước, con người Việt Nam, như buôn làng Tây Nguyên, nhằm mục đích tạo ra một cái thế lực, tạo ra một cái lực lượng để tiến tới đối chọi với chính quyền Việt Nam, chính quyền địa phương và nhà nước Việt Nam, đồng thời là thành lập cái nhà nước đê ga tự trị. Và bên cạnh đó thì kêu gọi các cái thế lực thù địch với Việt Nam của chúng ta, cũng như là các cái tổ chức tế ất ơ có, rồi đàng hoàng có, vào để mà tham gia vào công việc nội bộ của Việt Nam, và một mặt là ủng hộ cái bọn khủng bố Phun Rô Đề Ga này thành lập cái nhà nước Đề Ga tự trị. Thì trong năm 2023 vừa qua, như tôi đã nói trình bày ban đầu đúng không ạ, tức là lực lượng chức năng an ninh và công an của tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều ổ nhóm phản động như thế này, cũng như một số đối tượng cá nhân khác, người đồng bào Kinh. Thì trong đó có cái việc mà ra quyết định khởi tố và thi hành bắt tạm giam đối tượng Y Rết Bờ Giá này. Theo các cái tài liệu chứng cứ của cơ quan an ninh điều tra thu thập được trong quá trình điều tra đã làm rõ cụ thể đó là những năm qua Y Rết Bờ Giá này đã nghe theo những lời chỉ đạo kích động xúi dục của Y Hinh và Aga. Từ đó, Y Rết Bờ Giá cùng với một số đối tượng khác trong Đắk Lắk đã tham gia vào cái tổ chức khủng bố phản động Phun Rô Đề Ga, và cụ thể đó là hoạt động tích cực trong cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Với cái chức vụ được Aga phong cho đó là Phó Ban Điều Hành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, kim thủ quỹ cho cái tổ chức khủng bố phản động này.
Qua đó, Yred Bia đã tổ chức các cái hoạt động xâm phạm đến an ninh địa phương cũng như an ninh quốc gia, như là tham gia tổ chức hàng trăm cái buổi hội họp tập huấn trực tuyến, cũng như tức là trực tiếp cũng như là gián tiếp các bạn, về vấn đề nhân quyền. Thực chất là các cái buổi huấn luyện do tài liệu của tên Aga và tên Nguyễn Đình Thắng nó cung cấp về cho đó, tập huấn luyện cách thức để chống lại nhà nước Việt Nam cũng như chính quyền tỉnh Đắk Lắk, và chỉ đạo thu thập thông tin, tài liệu, xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và người dân với lực lượng vũ trang, cụ thể đó là công an, gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là Tin Lành chính thống mà người đồng bào dân tộc thiểu số người ta đã tham gia vào lâu nay đó bạn, tạo ra một cái sự xung đột mâu thuẫn rất lớn giữa hai giữa cái tôn giáo Tin Lành Việt Nam mà người đồng bào dân tộc người ta đã thờ cúng lâu nay, cầu nguyện lâu nay đó, với lại cái tổ chức đội lốt tôn giáo này, cái tổ chức khủng bố phản động đội lốt tôn giáo này, nó rất mâu thuẫn khủng khiếp luôn đó các bạn. Lôi kéo những tín đồ Tin Lành đang sinh hoạt đạo Tin Lành thuần túy đi theo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Thì tôi cũng thông báo thêm để cho chúng ta được biết, đó là trước thời gian trước đó vào năm 2004 thì bản thân chính cái tên Yred Bia này cũng đã từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 8 năm tù giam về cái tội phá hoại chính sách đoàn kết. Và lần này Yred Bia cũng lại bị khởi tố bắt tạm giam cũng cái tội đó, chờ ngày xét xử về những hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc theo quy định tại Điều 116 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì lần này tôi tin chắc rằng tên Yred Bia này sẽ múc mùa, tại vì tội chồng tội các bạn, tội chồng tội, có tiền án tiền sự, mà bản thân cái tên Yred Bia này các bạn nhìn thấy tên này là dạng thành phần không, đối tượng này là không có thể cải tạo được thành một con người tốt đâu, cần phải cách ly lâu dài hoặc cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đó các bạn. Chứ còn để những cái đối tượng thành phần này mà nó tiếp tục nó về lại với buôn làng thì nó cũng hoạt động chống phá lại buôn làng và chống phá lại chính quyền nhà nước các bạn. Và lần sau thì nó hoạt động chống phá lại càng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Đó rồi. Thì thưa với các bạn, theo nhận định cũng như các cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan an ninh của tỉnh Đắk Lắk thu thập được thì tôi cũng cung cấp cho các bạn để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn, tức là theo hoạt động của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam, tức là bản đầu tiên đó các bạn, do tên Yhin Kersekert Yhin rồi đó thành lập đó, thì Hội Thánh và cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên do tên Aga thành lập sau này, thì chúng ta sẽ cho chúng ta thấy ở qua các cái tài liệu, hồ sơ chứng cứ mà cơ quan an ninh của tỉnh Đắk Lắk thu thập được trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là những cái hoạt động của cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam do tên Yhin Kersekert Imut thành lập, và cũng như cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên do tên Aga thành lập, thì chúng ta thấy rằng là các cái thủ đoạn chống phá lại Việt Nam của các cái đối tượng phản động khủng bố ngày càng tinh vi và xảo quyệt, lại được che đậy bởi cái vỏ bọc tôn giáo nên người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số rất là khó phát hiện các bạn. Và đặc biệt trong thời gian gần đây thì có cái sự tiếp tay quản lý rất là đắc lực của tên Nguyễn Đình Thắng nữa, thủ lĩnh cầm đầu
của cái tổ chức phản động PPSOS. Tính chất nguy hiểm thì ngày càng cao khi thủ đoạn này đã được tác động trực tiếp đến nhận thức tư tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo. Đây sẽ là tiền đề để khi có điều kiện, có thời cơ, các cái đối tượng này sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động, xu hướng chia rẽ, ly khai, lôi kéo quần chúng, tín đồ tham gia vào các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật, gây ra cái sự bất ổn chính trị, bất ổn về vấn đề an ninh, chính trị, xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển toàn khu vực Tây Nguyên, chứ không phải riêng gì Đắk Lắk. Và chúng ta đã thấy cụ thể, đó là cái sự kiện ngày 11 tháng 6 đã xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, với những cái hành động mang rợ cho bọn chúng đã gây ra, cho đồng bào, cho cán bộ, cho lực lượng vũ trang. Nó rất là mang rợ và phi nhân tính. Và sau đó thì bọn chúng nó chạy tội. Đó là cái bản chất hèn nhát, tham lam, quỷ quyệt của cái bọn chống cộng phun rô, của bọn chống cộng mà lưu vong. Thì tên nào cái bản chất đó đều là hèn nhát và tham lam quỷ quyệt hết. Và chúng ta biết rằng là coi như sau khi mà chúng nó thực hiện cái vụ việc 11 tháng 6 xong rồi, đã bị lực lượng chức năng của Việt Nam đã đập tan cho rồi, bắt hết gần cả 100 tên, trong đó có cả tên, luôn cả cái tên Isol do Imut đưa về. Thì bọn chúng la làng lên, nó bảo rằng coi như nó không quen không biết với những cái tên khủng bố gây ra cái vụ việc 11 tháng 6 ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, bằng cái việc mà cầm cờ rồi này đó, băng rôn khẩu hiệu, nó đi biểu tình meeting ở thủ đô Washington DC, trước tòa Bạch Ốc cũng như là trước tòa đại sứ của Việt Nam ở Washington DC. Bạn thấy không, nó rất là lưu manh, rất là lưu manh. Trong khi đó bản thân bọn chúng nó cử thằng Isol về, thường xuyên liên lạc với thằng Ewin ở bên Thái Lan, rồi thằng Ewin ở bên Thái Lan chỉ đạo cho Hơ Quên ở trong Đắk Lắk, rồi bọn chúng nó cử thằng Isol về cùng với con Hơ Quên ở trong Đắk Lắk để tổ chức thực hiện dàn dựng cái vụ 11 tháng 6. Vậy mà chúng nó vừa ăn cướp và lo là, đó là bản chất lưu manh của những cái tên chống cộng, chống buôn làng, chống đại ngàn, chống Tây Nguyên mà hiện nay nó đang lưu vong bên Mỹ. Và bản thân tên Y Rết Bờ Giá này thì nay mai sẽ nhận bản án rất là tương thích, và lần này cũng không còn cái nhân đạo, nhân văn gì nữa các bạn. Đối với những cái đối tượng này thì không thể nào mà pháp luật cũng như là nhà nước mà nhân đạo, nhân văn gì hết. Tôi đã kể luôn cả nhân dân, quần chúng nhân dân, kể luôn cả buôn làng cũng không thể nào tha thứ những cái tội ác mà cái bọn này nó gây ra được. Chúng ta có thể có một cái gọi là một cái đẳng thức, đó là Tin Lành Đấng Christ, là bằng với tổ chức phản động Phun Rô Đề Ga, bằng với cái ổ nhóm chống cộng lưu vong ở bên kia thế giới đó, nó là một ruột với nhau hết, chính từ bọn đó hết mà ra hết tất cả thôi. Vì vậy, qua video này chúng ta sẽ tiếp tục nhận rõ thêm, thấy rõ thêm về cái bản chất gian manh, hèn nhát, quỷ quyệt của cái bọn Phun Rô Đề Ga đang lưu vong ở bên kia thế giới, cũng như bên Thái Lan, và dưới cái sự tiếp tay, chỉ đạo, tư vấn, cung cấp tiền bạc, tài liệu đủ thứ hết các bạn, trực tiếp của tên phản động Nguyễn Đình Thắng, dưới cái vỏ bọc, dưới cái tên thủ lĩnh của cái tổ chức phản động PPSOS.
Và chúng ta ngay qua những cái clip mà Việt Vision cung cấp cho các bạn thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của bọn này. Và cứ dần dần đến cái ngày xét xử cái bọn này ra trước tòa án nhân dân các cấp, và bọn chúng nó phải chịu lãnh những cái bản án tương thích với cái hành động của chúng nó gây ra. Và tôi thiết nghĩ rằng sẽ có những cái bản án loại bỏ vĩnh viễn những cái đối tượng khủng bố Khun Rô Đề Ga này ra khỏi đời sống xã hội, để cho nhân dân, bà con, buôn làng đã yên tâm, người ta không còn cái cảm giác sợ hãi bởi những cái bóng ma, bởi những cái tên ác quỷ đội lốt con người như là Y Tim, Y Thô, Y Sôn, Ở Quên, Y Rết, vân vân. Kính thưa các bạn, về cái clip này tôi xin tạm thời dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái chương trình lần sau. Và tôi xin nhắc lại là tôi, Việt Vision, sẽ cứ tiếp tục phát những cái chương trình này đều đều, một, hai ngày sẽ có một hoặc là hai video, và kéo dài cho đến ngày xét xử cái ổ nhóm phản động Khun Rô. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.